Kamen Rider Kiss trailer cũng như những hành động leak ra trong tập 3 cho chúng ta nhìn thấy điều gì? Một sự đảo lộn khá thú vị khi Kiss lại xài Buckle của Zombie. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần phân tích những hình ảnh trong đoạn trailer cũng như một tuần trước khi đến với hình ảnh được leak ra nào. Hình ảnh đầu tiên trong đoạn trailer chính là phần mình vừa nói tới, hình dạng của Kiss với sức mạnh của Zombie. Tất nhiên là nãy chỉ thay đổi phần thân trên, form này có vẻ như không thích hợp để chuyển hóa thành phần thân dưới cho lắm. Và chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ hình dạng nào cho thấy là nó sẽ còn ở phần thân dưới cả. Bình thường thì nãy sẽ dùng Revolve Arms để chuyển hóa, nhưng lần này sẽ sử dụng trực tiếp phần trên luôn. Vì móng tay của Zombie cũng như lưỡi cưa thì nên ở phần thân trên là đẹp nhất. Sức mạnh của Zombie để đối mặt với trò chơi thứ hai, trò chơi cũng liên quan tới những thầy ma sát sống. Thay vì mối quan hệ ở hai tập đầu, lần này chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào Kiss với mối quan hệ của anh với lại nạn Dreamer. Họ đang ăn cùng với nhau có lẽ như khá là giống một buổi hẹn hò, và cô ấy đã show trên điện thoại của ấy về những video cũng như những chuyên mục mà cô ấy hay làm khi đăng tải trên mạng xã hội. Lần này thì cô ấy cần một chàng trai, liệu chàng trai đó có phải trở thành bạn trai hay không thì chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng Ace là một người khá gian xảo nên anh ấy có vẻ đã nhìn thấy được vấn đề này nên mới tiếp cận cô gái. Sau đó thì cả hai bỏ trốn khi vệ sĩ của ấy là một lần nữa theo tới. Ace sẽ là người hỗ trợ cô ấy trước, sau đó thì mới đưa họ đi ăn và để cô ấy chia sẻ. Vì Ace có lẽ là nắm được tất cả mọi thứ liên quan tới nàng streamer Neon này rồi. Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh, giống như lần mà anh lấy Boost Buckle, sau đó là trận chiến diễn ra. Những trận chiến ở trong rừng thì mình không nói tới nhé. Chúng ta sẽ đến một trận chiến tại ngôi nhà bỏ hoang, nơi mà sức mạnh của Zombie đang thao túng. Trận chiến này thì vẫn những form cũ với hình dạng của Kamen Rider của cô nàng Dreamer Neon, cũng không có gì đặc biệt. Những tên quái với hình dạng khá giống Zombie và hình dạng của tên Kamen Rider với sức mạnh của Magnum. Giz sớm muộn sẽ đọt sức mạnh này nhưng có vẻ như lúc này là chưa cần. Chưa kể tới những cấu trúc kết hợp với lại của Magnum màu trắng có vẻ khá hợp nhau nên hắn ta sẽ có thể sẽ giữ được form này một thời gian dài. Trận chiến diễn ra ở đây cũng không có gì đặc biệt, chỉ trừ đoạn đối thoại giữa tên Rider này cùng với lại Buffer. Kamen Rider Buffer hay Azuma, anh ta không cần bất kỳ ai trợ giúp. Còn tên Rider này, hắn ta nở một nụ cười đắc chí. Mình nghĩ thì hai người này sẽ khá giống với hình dạng và tạo hình của họ. Buffer sẽ là một người thiên về sự tà ác thuần túy. Hắn ta sẽ chiến đấu bằng bản thân cũng như thực lực và đạt nó bằng mọi cách, nhưng đó sẽ là một cách tàn độc nhất. Còn tên kia sẽ là tên thiên về mưu mẹo, và có lẽ như hắn sẽ đẩy nên mâu thuẫn với tất cả mọi người. Lúc trước thì hắn không muốn hợp tác với Neon, và tại sao hắn lại muốn hợp tác với Buffer? Có lẽ cảm thấy anh ta là một người mạnh mẽ, có lẽ như cũng rất hiểu biết về trò chơi này, nhưng anh ta đã từ chối. Hắn nở một nụ cười nham hiểm, và nụ cười đó có ý nghĩa gì? Chúng ta sẽ chuyển qua những hình ảnh được viết ra và phân tích nhé. Hình ảnh được viết ra chúng ta thấy hình dạng Cabra Buffer với sức mạnh Zombie cùng là những rider khác đang chiến đấu tiếp tục trận chiến ở trong rừng. Chúng ta vẫn chưa biết được nguyên tắc về item của Kamen Rider Kiss Buckle sẽ rải rác như thế nào. Vì nếu thật sự chiếc Buckle của Zombie dễ dàng có được bởi Kamen Kiss như thế này thì việc gì mà Buffer phải khịa khi Kiss mất đi chiếc Buckle Magnum, trong khi nếu nó rải rác khắp tất cả những màn chơi thì đơn giản anh ấy chỉ cần thu thập là được. Và liệu có phải sức mạnh của Zombie là bắt buộc phải đánh bại tên Zombie chúa để có được sức mạnh tối thượng của nó hay không? Theo mình nghĩ, với tất cả những khung cảnh xung quanh đây, đặc tính của Zombie có lẽ là những chiếc Buckle khác sẽ không thể nào đánh bại được chúng, nên chúng ta thấy những hình ảnh khá khó khăn. Những Rider còn lại tham chiến với bầy rẹp Zombie. Còn về phần Buffer thì khung cảnh nấy khá thoáng đãng vì nấy mặc định có sức mạnh của Zombie rồi. Việc đánh bại bọn này với chiếc cưa xích của nấy là chuyện quá đơn giản. Còn Kiss của chúng ta cũng tương tự như vậy, nấy không có sức mạnh liên quan tới Zombie thì bắt buộc nấy phải tìm kiếm sức mạnh đó. Và nguồn sức mạnh này đến từ đâu? Đánh bại lên Zombie trùm bằng sức mạnh cơ bản để lấy được thì nghe hơi điêu, lượm vật phẩm rải rác trên bản đồ. Điều này có vẻ quá đơn giản, và nếu có như vậy thật sự ba này cũng chẳng có gì liễm nhấn. Còn lại khả quan hơn mà mình nghĩ sẽ làm tập phim hấp dẫn hơn chính là tên Rider với sức mạnh của gấu trúc. Hắn ta đã lấy cắp Buckle từ tay Buffer và đã có một thỏa thuận gì đó với Kiss. Đây có phải là thỏa thuận đạt được mục đích của cả hai, như hình ảnh chúng ta thấy Kiss đã nắm chặt một thứ gì đó? Thỏa thuận của hai người này liệu có phải chính là Kiss đã nắm được điểm yếu của cô gái Neon? Cô ta cần một chàng trai để giúp đỡ, Kiss sẽ giới thiệu tên gấu trúc này cho cô ta. Cũng như cô ta cũng từng có ngỏ ý tên gấu trúc rồi, nên chúng ta thấy được rất nhiều hình ảnh họ chiến đấu cùng nhau. Còn về việc sức mạnh hiện tại của bản thân không đủ và không có cách nào để lấy lại Magnum, còn Boots thì sử dụng được một lần, khả dĩ nhất trong tất cả những form hiện tại chỉ có Buffer mà thôi. Và đây có phải là màn hợp tác giữa hai kẻ gian xảo nhất trong series này không? Một kẻ ác
nhưng đầy mánh khóe và một kẻ thật sự thuần túy đến những mánh khóe cũng như sự chiến thắng trong tay của mình. Chúng ta cùng chờ xem Kamen Rider Kiss tập 3 nhé.